Cảm ơn quý vị đã trở lại với chúng tôi và bây giờ là những tin tức liên quan đến địa phương. Tin đến từ California, nhân viên sân vận động Sophie tấn công bé gái 12 tuổi, đẩy ngã xe bán hàng rong. Mới đây, một đoạn băng được chia sẻ cho thấy xe của những người bán hàng rong bị đẩy ngã, thức ăn rơi xuống mặt đường. Còn những người bán hàng thì phải thu dọn đống lộn xộn sau khi sự việc xảy ra. Nhân chứng Gracie cho biết một bé gái 12 tuổi cùng hai người em của cô bé trở thành những nạn nhân đầu tiên. Mẹ cô bé nói rằng khi cô đang đi vệ sinh, các con của cô đang trông chừng xe đẩy đồ ăn, thì một người đàn ông mặc áo sơ mi có dòng chữ Sophie Stadium Guest Experience đã đến đẩy ngã chiếc xe đẩy đựng mì ống xuống đất. Theo thông tin từ ABC 7, người đàn ông này không làm việc cho sân vận động Sophie mà làm việc cho một bên thứ ba. Mẹ của cô bé cho biết con gái cô bị thâm tím nhiều chỗ sau khi xe bán hàng bị đẩy ngã và các vật dụng rơi trúng người cô bé. Nhân chứng cho biết thêm, một xe đẩy khác của người bán hàng tên Luis Franco cũng bị ném xuống đất. Franco nói rằng, người đàn ông mặc áo Sophie Stadium Guest nói với họ có muốn thấy anh ta nổi điên lên không và ngay sau đó bắt đầu đẩy ngã các xe bán hàng rong. Franco cho hay anh đã mất khoảng 500 Mỹ Kim vào đêm đó. Còn mẹ của cô bé 12 tuổi nói trên cho biết cô bé vẫn ổn và đang ở nhà, nhưng rất sợ hãi sau sự việc này. Đoạn băng cho thấy các phó cảnh sát trưởng và cảnh sát của Inglewood đã có mặt tại hiện trường. Còn người đàn ông thì quay trở lại bên trong sân vận động. Thưa quý vị, sân vận động Sophie đã đưa ra tuyên bố người đàn ông trong sự việc trên là nhân sự của một bên thứ ba và hiện đã bị chấm dứt hợp đồng. Một người đàn ông 37 tuổi ở California vừa bị kết án 25 năm tù chung thân trong tuần này vì đã tấn công tình dục một cụ bà tới 87 tuổi ở thành phố Garneau cách đây 4 năm. Theo nhật báo Orange County Register, thì vào tháng 10 năm ngoái, nghi phạm là Julio Ignacio Centeno Miranda bị kết tội đột nhập để tấn công tình dục và cưỡng ép quan hệ tình dục. Cả hai tội này đều là tội đại hình. Cụ thể, khoảng 1 giờ rưỡi sáng ngày 28 tháng 6 năm 2019, ông Centeno Miranda đã đột nhập một căn nhà trong khu phố 8500 đường Lam Sơn, thành phố Garneau và tấn công một cụ bà, thế nhưng cụ bà không thể kêu cứu. Tuy nhiên, tiếng ồn đã làm đứa cháu gái của cụ bà tỉnh dậy. Cô cháu bé này vừa chụp tay lôi nghi can ra ngoài vừa kêu cứu, khiến cho những người khác trong nhà cũng tỉnh dậy và chạy tới giúp. Nghi phạm sau đó đánh nhau với gia đình của nạn nhân và dự tính bỏ chạy thì bị bắt lại ở ngoài phía sân sau. Gia đình nạn nhân đè nghi can xuống đất cho tới khi cảnh sát tới nơi. Nghi can là người vô gia cư và hoàn toàn không quen biết với gia đình của nạn nhân. Thưa quý vị, bản tin đến từ Florida. Người phụ nữ hai lần liên tiếp trúng số 1 triệu Mỹ Kim. Theo trang Insider, ngày mới đây đã đưa tin sau khi trúng 1 triệu Mỹ Kim nhờ xổ số cao, một người phụ nữ 41 tuổi ở Florida đã nói đùa với các giới chức xổ số rằng bà sẽ quay lại một lần nữa. Hai tháng sau, lời nói đùa này đã trở thành sự thật. Theo các giới chức xổ số tiểu bang Florida, bà Artovis Morris đã thắng hai giải thưởng xổ số trị giá 1 triệu Mỹ Kim cách nhau 2 tháng. Cụ thể, bà đã giành được 1 triệu Mỹ Kim đầu tiên sau khi chọn trò chơi 500 Times the Cash với giá 50 Mỹ Kim tại cửa hàng 7-Eleven ở Winter Garden, tiểu bang Florida vào tháng 11-2022. Đến tháng 1-2023, bà trở lại với chiếc vé trúng giải thưởng 1 triệu Mỹ Kim khác. Người phụ nữ này đã chọn nhận tiền một lần trị giá tổng cộng là 1.640.000 Mỹ Kim tiền thưởng trước thuế. Bà cho biết bà mới mua một ngôi nhà mới bằng số tiền thưởng đầu tiên, do đó bà quyết định thử vận may thêm một lần nữa bằng cách mua thêm một vé cào trị giá 50 Mỹ Kim tại cửa hàng tạp hóa Sunoco Food Mart ở gần đó. Bà không nghĩ rằng lần này lại tiếp tục được trúng giải. Thưa quý vị, theo tỷ lệ cược của xổ số tiểu bang Florida, cơ hội trúng 1 triệu Mỹ Kim trong trò chơi này hai lần sẽ ra rất nhỏ, chỉ 1 phần trên 71.6% tỷ.
Vậy anh em mình hãy bắt chước người phụ nữ trong bản tin này, tức là mình sẽ cứ nói đùa tôi sẽ trúng số thì mình sẽ trúng số. Em sợ trúng số em không đi làm nữa sao? Thôi để em đi làm đi anh. Ok, nhưng mà phải nói đùa trước. Dạ. Tôi sẽ trúng số. Rồi, em chúc anh trúng số. Kính thưa quý vị, vừa rồi chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Thanh Trúc và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên YouTube và trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Cảm ơn quý vị, kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều bình an. Xin kính chào tạm biệt.